không sử dụng hạ tầng mạng viễn thông, không sử dụng SIM rác. Chỉ với các trạm thu phát sóng di động giả mạo, các đối tượng xấu hiện nay đã có thể phát tán tin nhắn rác với số lượng lên đến 80.000 tin một ngày trên một thiết bị. Số tin nhắn rác ước tính được phát tán lên tới 151 triệu tin một tháng nếu mỗi tỉnh có một trạm. Bằng việc sử dụng các thiết bị này thì những cái kẻ tấn công sẽ thu thập được cái dữ liệu truyền từ nạn nhân đến nhà mạng, đọc trộm được tin nhắn, gửi tin nhắn giả mạo đến nạn nhân, hoặc thu thập thông tin về số điện thoại cũng như là các cái dữ liệu di động khác của nạn nhân, và thậm chí là sử dụng các cái tấn công từ chỗ dịch vụ. Thủ đoạn phát tán tin nhắn mạo danh được tội phạm mạng thực hiện chủ yếu qua sóng mạng 2G. Do công nghệ này đã lỗi thời, tiêu chuẩn bảo mật cũng như mã hóa không được chú trọng, tội phạm mạng có thể xâm nhập, nghe lén cuộc gọi, chèn tin nhắn. Mặc dù Việt Nam đã cấm nhập khẩu và sản xuất điện thoại chỉ sử dụng 2G và 3G, nhưng vì lợi nhuận, loại điện thoại này vẫn được nhập lậu qua đường tiểu ngạch. Thậm chí còn xuất hiện loại điện thoại làm giả sóng 4G, đánh lừa người tiêu dùng. Điều này sẽ chấm dứt khi sóng 2G được tắt. Chúng ta sử dụng quỹ dịch vụ viễn thông công ích và các doanh nghiệp viễn thông có thể hỗ trợ người dân có được trên cái điện thoại di động, smartphone giá rẻ. Bởi lẽ khi cắt 2G thì các doanh nghiệp viễn thông cũng được hưởng lợi. Khi mà hệ thống anten 2G không còn phải nuôi bằng những nguồn điện rất tốn kém thì họ cũng sẽ trích những cái phần kinh phí mà người ta tiết kiệm được trong quá trình triển khai cơ sở hạ tầng để người ta thay bằng các cái anten 4G, 5G. Sử dụng mạng 2G, người dân cũng không thể tham gia các dịch vụ công online, mua sắm, giao dịch, khám chữa bệnh trực tuyến. Vì vậy, công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ không thể trọn vẹn khi không thể tiếp cận các dịch vụ tới các thuê bao 2G.